8 năm gắn bó với nghề điều dưỡng, cũng là ngần ấy thời gian chị Nguyễn Thị Hạnh luôn chân luôn tay trong mỗi ca trực. Đặc thù của khoa hầu hết là các bệnh nhân nặng, nên mỗi ca trực ở đây như một cuộc chạy đua với thời gian. Nhiều đêm trắng cùng đồng nghiệp giành giật sự sống mong manh cho người bệnh trong từng giây từng phút. Dù công việc đầy áp lực, song chị Hạnh không cho phép mình nghỉ ngơi, luôn thấu hiểu, quan tâm đến nỗi đau của bệnh nhân, đặt sức khỏe của người bệnh lên hàng đầu để chăm sóc người bệnh. Khi có những trường hợp nặng, diễn biến rất là khó lường, chúng tôi phải làm việc trong môi trường căng thẳng cao, phải sẵn sàng xử lý mọi tình huống trong tình trạng nguy cấp bất cứ lúc nào. Cùng với đó là những ca bệnh nặng điều trị lâu dài, đòi hỏi chúng tôi phải chăm sóc và theo dõi sát 24/7. Phần lớn các bệnh nhân của khoa hồi sức tích cực và chống độc đều là các ca bệnh nặng, hiểm nghèo và có diễn biến phức tạp, đòi hỏi đội ngũ y bác sĩ, kỹ thuật viên và đặc biệt là đội ngũ điều dưỡng của khoa luôn phải làm việc với cường độ cao. Bên cạnh việc phải hỗ trợ đắc lực cho các bác sĩ thực hiện các kỹ thuật khó trong cấp cứu người bệnh, thì người điều dưỡng còn kiêm luôn cả công việc chăm sóc sinh hoạt cho những bệnh nhân nặng và hướng dẫn người nhà bệnh nhân cách chăm sóc người bệnh. Mẹ tôi nằm ở trong đây là hơn một tuần rồi, nhưng mà tình hình bệnh của cụ nặng nhưng mà có được các bác sĩ, các điều dưỡng ở đây là chăm sóc rất là chu đáo, tận tình. Sau một tuần điều trị tích cực ở đây thì mẹ tôi là sức khỏe đã dần ổn định. Tận tâm phục vụ, lấy nụ cười của trẻ thơ làm niềm vui của chính mình là phương châm sống và làm việc của các điều dưỡng khoa nhi. Trên hành trình tìm lại sức khỏe cho các bệnh nhi, các điều dưỡng không chỉ thực hiện theo y lệnh của bác sĩ, mà còn tận tâm trong công tác chăm sóc người bệnh, linh hoạt, mềm dẻo trong mọi ứng xử. Để có thể đảm bảo đáp ứng và thực hiện tốt công tác điều dưỡng tại khoa nhi, thì tất cả các điều dưỡng đều phải luôn luôn trau dồi và rèn luyện những cái kỹ năng quan trọng như là giao tiếp và kỹ năng ứng xử, phải có lòng vị tha và có cái tình yêu thương trẻ em vô bờ bến. Trung bình mỗi năm, Bệnh viện Đa khoa huyện Mê Linh khám và điều trị cho gần 180.000 lượt bệnh nhân, trong đó có nhiều ca bệnh nặng nên công việc của điều dưỡng tại đây rất áp lực, nhất là khoa hồi sức tích cực và chống độc. Tuy áp lực vất vả, nhưng những người điều dưỡng luôn ý thức được lương tâm trách nhiệm của mình để đồng hành sẻ chia với những nỗi đau của người bệnh, tận tụy với nghề và luôn nỗ lực nâng cao chuyên môn cũng như y đức, góp phần rất lớn trong việc chăm sóc cho bệnh nhân. Về công tác của điều dưỡng thì tôi nhận thấy rằng trong những năm qua thì về đội ngũ cán bộ điều dưỡng của Bệnh viện Đa khoa Mê Linh là một trong những đội ngũ cũng là rất là tận tâm tận lực trong công tác mà chăm sóc những tiếp đón bệnh nhân. Thế và đặc biệt là một trong những cái đội mà chủ lực chiếm khoảng tầm 70-80% cái công việc giúp cho cái công tác điều trị, hỗ trợ cho bác sĩ. Để quyết định việc điều trị bệnh thành công hay không là nhờ một phần rất lớn của công tác điều dưỡng, từ việc dùng thuốc, chăm sóc tích cực, toàn diện cho đến dinh dưỡng, vật lý trị liệu. Chính vì thế, bên cạnh việc nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị của bác sĩ, thì việc nâng cao chất lượng đội ngũ điều dưỡng được Bệnh viện Đa khoa huyện Mê Linh coi là một chiến lược quan trọng để tăng cường sự tiếp cận của người dân với các dịch vụ y tế. Bệnh viện Đa khoa huyện Mê Linh hiện có 283 điều dưỡng viên. Hàng năm, bệnh viện đều tổ chức các lớp đào tạo nhằm cập nhật, bổ sung kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ điều dưỡng viên, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của bệnh viện. Hàng năm thì bệnh viện cũng luôn luôn xây dựng cái kế hoạch để cho cái công tác đào tạo ngắn hạn, dài hạn và đặc biệt là điều trị tại chỗ. Hiện tại bệnh viện cũng đã phối hợp với lại các đơn vị tuyến trên, tuyến đồng hành của thành phố để hỗ trợ cho cái công tác mà đào tạo trực tuyến cũng như là đào tạo tại chỗ cho cán bộ công nhân viên, đặc biệt là đội ngũ cán bộ điều dưỡng. Phía sau mỗi bác sĩ giỏi là những điều dưỡng giỏi, tận tâm, tận tụy với nghề, với người bệnh. Bởi không có trường hợp nào bệnh nhân được cấp cứu, điều trị thành công mà thiếu vắng sự trợ giúp chuyên môn từ những người điều dưỡng. Họ chăm sóc bệnh nhân ân cần như người thân, bên cạnh động viên, khích lệ tinh thần cho người bệnh trong quá trình hồi phục. Chính vì vậy, họ được ví như là những người có đôi tay mềm nhất, đôi tai thính nhất và trái tim đầy bao dung nhân hậu. Với công việc thầm lặng hàng ngày, đội ngũ điều dưỡng đã trở thành cánh tay đắc lực của hệ thống y tế với mục tiêu hướng đến là sự phục hồi sức khỏe của mỗi bệnh nhân.